Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 135. Hallelujah, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy ngợi khen Ngài. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện. Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trỗi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, hoặc trên trời, dưới đất, trong biển hay là trong các vực sâu. Ngài khiến mây bay lên từ nơi cùng đầu đất, làm chớp nhoáng theo mưa, khiến gió ra từ các kho tàng của Ngài. Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ loài người cho đến loài thú vật. Sai đến giữa Ê-díp-tô những dấu kỳ phép lạ, hại Pha-ra-ôn và hết thảy các tôi tớ người. Cũng đánh bại lắm dân tộc lớn và giết các vua mạnh mẽ, tức là Si-hôn vua dân Amorit, Ốc vua Ba-san và hết thảy vua xứ Ca-na-an. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp cho Israel là dân sự Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời, kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài. Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi nhà Israel hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà A-rôn hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Lê-vi hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va. Đáng từ Si-ôn chúc tụng Đức Giê-hô-va, là đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem. Hallelujah. Thư của Phao-lô gửi cho Phi-lê-môn. Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Giê-su Christ và Ti-mô-thê anh em chúng ta, gửi cho Phi-lê-môn là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta, cùng cho Áp-bi là người chị em, A-chíp là bạn cùng đánh trận, lại cho hội thánh nhóm họp trong nhà anh. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Giê-su và cùng các thánh đồ. Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. Vả hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm, song vì lòng yêu thương của anh nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Giê-su Christ chịu tù nữa. Tôi, vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, mà nài xin anh. Ngày trước người không ít gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm và cũng ít cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì tin lành chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phaolô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Phải hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. Nhưng thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Epaphra là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giêsu Christ với tôi, có lời thăm anh. Mark, Aristarch, Dema và Luca cũng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở với tâm thần anh em. Chương 3. Này là những con trai David sanh tại Hebron. Con trưởng nam là Amnon bởi Ahinoam người Gitreen. Con thứ nhì là Daniel bởi Abigail người Cạc-mên. Thứ ba Absalom, con trai của Ma-a-ca, con gái của Tanmai, vua đất Geshur-ơ. Thứ tư Adonia, con trai của Hagit. Thứ năm Shephatia, con trai của Abitan. Thứ sáu Yitream, con của Ecla, vợ David. Sáu con trai này sanh tại Hebron. Ở đó David trị vì 7 năm 6 tháng, còn tại Jerusalem, David trị vì 33 năm. Đây là những con trai David sanh tại Jerusalem: Shimea, Sobab, Nathan và Salomon, cộng được 4 người, đều là con của Bác-sua, con gái của Amien. Lại có Giba, Elishama, Eliphelet, Noga, Nephet, Yafia, Elishama, Eliyada và Eliphelet, cộng được 9 người. Ấy là những con trai của David, chẳng kể các con trai của những cung phi và Tama là chị em của chúng. Con trai Salomon là Roboam. Con trai Roboam là Abia. Con trai Abia là Asa. Con trai Asa là Josaphat. Con trai Josaphat là Joram. Con trai Joram là Achasia. Con trai Achasia là Joab. Con trai Joab là Amasia. Con trai Amasia là Asaria. Con trai Asaria là Jotham. Con trai Jotham là Acha. Con trai Acha là Ezechia. Con trai Ezechia là Manashe. Con trai Manashe là Amon. Con trai Amon là Yosia. Con trai của Yosia, con trưởng nam là Johanan. Con thứ nhì là Jehoiakim. Thứ ba là Sedekia. Thứ tư là Shalum. Con trai của Jehoiakim là Jechonia và Sedekia. Con trai của Jechonia, tức người bị lưu đày, là Salathien, Mankiram, Fedaya, Shenasa, Yekamia, Hosama và Nedabia. Con trai của Fedaya là Sorobaben và Shimei. Con trai của Sorobaben là Mesulam và Hanania. Còn Shelomit là chị em của chúng. Lại có Hasuba, Ohen, Berekia, Hasadia, Yusab Heset, cộng là 5 người. Con trai của Hanania là Phelatia và Esai. Lại có con cháu Rephaya, con cháu Acnan, con cháu Obadia và con cháu Shekania. Con trai của Shekania là Shemaya. Những con trai của Shemaya là Hattuk, Jigan, Baria, Nearia và Safat, cộng được 6 người. Con của Nearia là Elioenai, Ezechia và Ariham, cộng được 3 người. Con trai của Elioenai là Hodavia, Eliashib, Phelaya, Akub, Johanan, Delaya và Anani, cộng được 7 người. Chương 4. Con trai của Juda là Phered, Hetron, Cạc-mi, Hu-rơ và Soban. Reaya, con trai Soban, sanh Gia-hát. Gia-hát sanh Ahumai và La-hát. Ấy là các họ hàng của dân Soratit. Đây là con cháu của Abi-e-tam, Gitre-en, Yitma và Yiba. Em gái họ là Ha-se-le-boni. Lại có Phenuen là tổ phụ của Gedo
và Ese tổ phụ của Husa. Ấy là con cháu của Hurơ, con trưởng nam của Ephrata, tổ phụ của Bethlehem. Asurơ, tổ phụ của Thekoa, lấy hai vợ là Helea và Naara. Naara sanh Ahusam, Hefe, Themeni và Ahathari. Ấy là các con trai của Naara. Con trai của Helea là Seret, Soha và Etnan. Hakot sanh Anub, Hatsobeba và dòng Ahahen, con Harum. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng: ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Chúa chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Kia lúc anh em của Suha sanh Mehia, tổ phụ của Ê-tôn. Ê-tôn sanh nhà Rapha, Pha-xê-a và Tê-hi-na, tổ tiên của dân thành Na-hách. Ấy là những người Rê-ca. Con trai của Kê-na là Ốc-ni-ên và Sê-ra-gia. Con trai của Ốc-ni-ên là Ha-thác. Mê-ô-nô-thai sanh Ốp-ra. Sê-ra-gia sanh Dô-áp, tổ phụ của các người ở trũng thợ mộc, vì họ đều là thợ mộc. Các con trai của Caleb, cháu của Giê-phu-nê, là Iru, Ela và Na-am, cùng những con trai của Ela và Kê-na. Con trai của Giê-ha-lê-lê là Sip, Sifa, Thi-ria và A-sa-ren. Con trai của Esra là Giê-the, Meret, Ê-phe và Gia-lôn. Vợ của Meret sanh Miriam, Sa-mai và Giết-bác, tổ phụ của Ết-tê-mô-a. Vợ người là dân Giu-đa sanh Giê-rệt, tổ phụ của Giê-đô, Hê-bê, tổ phụ của Sô-cô và Giê-cu-ti-ên, tổ phụ của Sa-nô-a. Ấy là con cháu của Bi-thia, con gái của Pha-ra-ôn mà Mê-rết cưới lấy. Con trai của vợ Hô-đia, chị em Na-ham, là cha của Kê-hi-la người Gạt-mít và Ết-tê-mô-a người Ma-ca-thít. Con trai của Simon là Amnon, Rina, Ben-hanan và Tilon. Con trai của Yishi là Sohet và Ben-sohet. Con cháu Sela, con trai Juda là Ere, tổ phụ của Leka, Laeda, tổ phụ của Maresha và các họ hàng về dòng dõi Ách-bê-a là kẻ dệt vải gai mịn. Lại có Jo-kim và những người Cô-sê-ba, Jo-ách và Sa-ráp là người cai trị đất Mô-áp cùng Gia-su-bi-lê-chem. Ấy là điều cổ tích. Những người này là thợ gốm ở tại Netaim và Gedera. Chúng ở gần vua mà làm công việc người. Con trai của Simeon là Nemuel, Yamin, Yarib, Sera, Saulơ. Salum, con trai của Saulơ. Mipsam, con trai của Salum. Và Mitma, con trai của Mipsam. Con trai của Mitma là Hamuel. Con trai của Hamuel là Saku. Con trai của Saku là Shimei. Còn Shimei có 16 con trai và 6 con gái. Song anh em người không đông con. Cả họ hàng chúng sánh với số người Juda thì kém. Chúng ở tại Beersheba, tại Molada, tại Hasasua, tại Bila, tại Esem và tại Tolak. Lại ở tại Betuen, Hotma và Siết Lát. Ở tại Bet Makabot, Hát Sa Sushim, Bet Bire và tại Sa Araim. Ấy là các thành của chúng cho đến đời vua David. Chúng cũng có 5 hương thôn là Etam, Ain, Rimon, Token và Asan, cùng các thôn ấp 4 phía của các hương thôn này cho đến Ba Anh. Ấy là chỗ ở và gia phổ của chúng. Lại Mesobab, Yamlet, Yosha, con trai của Amasia, Yoen và Yehu là con trai của Yoserbia, cháu Seraya, chắc Asien. Lại có Elioenai, Jacoba, Yesohaya, Asaya, Adien, Yeshimien, Benaya, Sisa, con trai của Shifi, cháu của Alon,
Chắc của Yedaya, chít của Shimri, là con trai của Shemaya. Những người kể từng tên này là trưởng tộc trong họ mình. Tông tộc chúng thì thêm lên rất nhiều. Chúng sang qua Gedo, đến bên phía đông của chủng để kiếm đồng cỏ cho đoàn súc vật mình. Chúng bèn thấy đồng cỏ tươi tốt, còn đất thì rộng rãi, yên lặng và bình an. Khi trước, dòng dõi Cham ở đó. Những người đã kể tên trước đây trong đời Ê-xê-chia, vua nước Giu-đa kéo đến đánh các trại quân của chúng và những người Ma-ô-nít ở đó, tuyệt hết họ, chiếm lấy đất và ở thay vào cho đến ngày nay, bởi vì tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ. Trong dòng Simeon có 500 người tiến đến núi Seir. Các quan cai họ là Phelatia, Nearia, Rephaia và Usien. Ấy là các con trai của Yishi. Chúng đánh người Amalek còn sót lại, rồi ở đó cho đến ngày nay. Chương 5. Vả, Ruben con trưởng nam của Israel, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng tử đã về các con trai Joseph là con trai Israel. Dù vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử, vì Juda trỗi hơn anh em mình và bởi người mà ra vua chúa. Song quyền trưởng tử thì về Joseph. Này con trai của Ruben, con trưởng nam của Israel là Henoch, Phalu, Hetron và Cạc-mi. Con trai của Joel là Shemaya. Con trai của Shemaya là Gót. Con trai của Gót là Shimei. Con trai của Shimei là Mika. Con trai của Mika là Reaya. Con trai của Reaya là Ba-anh. Con trai của Ba-anh là Be-era, bị Tiết Lát Phinese vua nước Syria bắt làm phu tù, người vốn làm trưởng tộc trong chi phái Ruben. Anh em của Be-era theo họ hàng mình, y như đã chép vào sách gia phổ, là Ye-i-en trưởng tộc, Sachari, Bela con trai của Asa, cháu của Shema, chắc của Joel. Bela ở tại Aroe cho đến Nebo và Ba-anh-mê-ôn. Về phía đông, người ở vào lối đồng vắng cho đến sông Euphrates, vì trong xứ Gala-át bầy súc vật chúng có sanh thêm nhiều lắm. Trong đời vua Saul, chúng ra đánh giặc với dân Hagarit, thắng hơn họ và ở trong trại họ tại khắp miền phía đông xứ Gala-át. Con cháu Gác ở đối ngang chúng nó trong xứ Ba-san cho đến Sanca. Joel là trưởng tộc, Sa-pham làm phó, lại có Gia-nai và Sa-phát ở Ba-san. Anh em tùy theo tông tộc chúng là 7 người: Mika-en, Mesulam, Sheba, Yorai, Gia-can, Sia và Ebe. Ấy là các con trai của Abihai. Abihai con trai của Huri, Huri con trai của Yaroa, Yaroa con trai của Galaad, Galaad con trai của Mikael, Mikael con trai của Yeshishai, Yeshishai con trai của Giác-đô, Giác-đô con trai của Bu-sơ, Ahi con trai của Abdien, Abdien con trai của Guni. Ahi làm trưởng tộc. Chúng ở nơi Galaad, Ba-san cùng trong các hương thôn của xứ ấy, lại ở trong cõi Sa-rôn cho đến giới hạn nó. Những kẻ này đã được biên vào sách gia phổ trong đời vua Giô-tham nước Giu-đa và trong đời vua Giê-rô-bô-am nước Israel. Trong con cháu Ru-ben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se, các người lính chiến có tài cầm khiên, cầm gươm, dương cung và thạo về chinh chiến là 44.760 người có thể ra trận được. Chúng giao chiến với dân Hagarit, dân Dê-tua, dân Na-phi và dân Nô-đáp. Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài thì cứu giúp cho phó dân Hagarit và cả những kẻ theo nó vào tay chúng. Chúng bắt được những bầy súc vật của các dân ấy là 50.000 lạc đà, 25.000 chiên, 2.000 lừa và luôn 10.000 người. Cũng có nhiều người bị chết vì trận này bởi Đức Chúa Trời mà có. Chúng ở thay vào các dân tộc ấy cho đến khi bị bắt dẫn đi làm phu tù. Người nửa chi phái Manasse ở trong xứ từ Ba-san cho đến Ba-anh Hẹt Môn, Sê-nia và núi Hẹt Môn, nhân số họ rất đông.
đây là các trưởng tộc trong dòng dõi chúng: Efe, Yishi, Elien, Adrien, Jeremy, Hodavia và Yakdien đều là các trưởng tộc, vốn người mạnh dạn có danh tiếng. Song chúng phạm tội cùng Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình và thông dâm cùng những thần của các dân tộc của xứ mà Đức Chúa Trời đã hủy hoại trước mặt chúng. Đức Chúa Trời của Israel xui dục lòng Phun, vua nước Assyri, và tiếc lát Phinnese, cũng vua nước Assyri, đến bắt người Ruben, người Gad và nửa chi phái Manasse, đem chúng về ở Hala, Chabo, Hara và miền gần sông Gosan, là nơi chúng còn ở cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.